Vâng, hai chị em sinh đôi rất là hot của showbiz Việt Nam, Nam Anh và Nam Em. Chà, giống nhau khủng khiếp luôn á ta. Hồi nãy là ở trong hậu trường là em có nhầm Nam Anh là Nam Em luôn á. Chính xác, chính xác. Ủa nhưng mà cái tên Nam Em thì nghe có vẻ phụ nữ, còn tại sao em là con gái mà đặt là Nam Anh vậy cưng? Dạ, Nam Anh là nghệ danh của em. À, là nghệ danh, còn tên thật? Dạ, tên thật là Nam Chị. Còn Nam Chị? Là Nam Chị. Ngày hôm nay anh và chị Dạ đang rất mong muốn nghe câu chuyện của hai chị em. Có bao giờ hai em đã có cái cảm giác là mình đang có giác quan thứ 6 với nhau hay chưa? Mời Nam Em chia sẻ. Em chia sẻ cái điều thực tế là cái thay thù lù của em. Là sao? Cái thay thù lù gì? Chị thấy đang rất là gọn gàng. Không, em đang bị béo, nhưng mà lúc mà em bị tăng cân một cách đột biến á, thì em cảm nhận được là chắc em khó xuống lắm. Tại vì em nhớ lại cái thời năm chị bị tăng cân mà cũng đột biến á, không phải mấy năm trời mới xuống được. Cho nên là lúc đó em thấy là trời, cả một bầu trời bế tắc. Nó liên quan gì tới cái giác quan thứ 6 vậy em? Em thấy liên quan quá trời luôn mà. Liên quan chỗ nào và khúc nào vậy ta? Em thấy là nó hợp lý quá mà. Không, ý năm em có phải vậy không em? Có nghĩa là chị em ăn mà em mập hả? Đúng rồi, kiểu như cái đợt đó là em ăn quá trời ăn mà bà này bắt mập thay em. Còn bây giờ em không ăn gì hết thì em mập thay bà. Ý là giờ bạn muốn giảm cân là tôi phải nhịn ăn á hả? Có nghĩa là giờ bạn phải thù lù lên thì tôi mới ốm lại được. Bạn hiểu với tôi không? Không biết là quý vị đang theo dõi đài có hiểu gì không ạ? À? Còn tôi đứng đây thì tôi chưa hiểu gì hết. Dạ em cũng vậy anh Tiên Thời. Em không biết cái câu chuyện này có phải là giáo quan thứ 6 hay không, nhưng mà em cứ thử kể đại đi. Là cái ngày hôm đó là bà Nam Em tuổi thơ mà bà Nam Em giữ heo. Còn em thì em tranh thủ trong giờ giữ heo thì em đi câu cá. Mà cái chỗ câu cá nó cũng hơi hơi gần cái chuồng heo. Thì tự nhiên em đang câu cá thì em có một cái linh cảm gì đó nó sâu sâu. Em biết vụ gì rồi đó. Xong tiếp nè. Có phải là cái lúc đó là cái lúc mà cái giọng nó tét lần đầu. Chắc tôi ghét gì đó. Thì do nó là như vậy đó. Có nghĩa là lắng ở dưới cái giọng là cái bậc bê tông. Có nghĩa là chuồng heo xây bê tông á. Thì em rất đập đầu xuống cái bê tông, đập đầu xuống sàn mà hai chân em cùng treo. Tôi cảm ơn một cái câu chuyện hết sức dễ thương của hai chị em Nam Anh và Nam Em. Bây giờ thì xin mời hai khách mời của chúng ta về vị trí của mình. Xin mời. Khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Chương trình Giác quan thứ 6 là một chương trình chúng ta sẽ trải qua 3 phần thử thách. Thử thách đầu tiên mang tên là xuyên thấu. Xuyên thấu? Xuyên thấu. Ủa là xuyên thấu là sao? Không cơ. Xuyên thấu nó có phải giống như trong phim không chị? Là ví dụ bà Nam Em đứng đây. Xuyên thấu. Hai em làm anh liên tưởng tới xanh thanh xà bạch xà đó. Hai đứa lượn qua lượn lại. Xuyên thấu có nghĩa là theo Nam Em với Nam Anh nghĩ là xuyên thấu là đi xuyên qua nhau á. Đi xuyên qua nhau. Lát nữa anh sẽ giải thích. Thử thách thứ hai có tên gọi là phán đoán tài tình, và thứ ba có tên gọi là ngôi sao may mắn. Và bây giờ thử thách đầu tiên xuyên thấu rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ gặp gỡ ba chàng trai đảm bảo đẹp trai. Có trai đẹp là được. Và trong lần gặp đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy được dáng hình của họ đứng sau một tấm màn trắng thôi. Mỗi người sẽ chia sẻ một đoạn ngắn giới thiệu về bản thân cũng như là quan điểm của họ. Sau đó thì chúng ta sẽ được thấy ba gương mặt nằm bất kỳ. Nhiệm vụ của hai bạn sẽ phải dùng giác quan thứ 6 của mình đoán xem gương mặt nào là của cái body hết á. Đúng rồi, ở cái cơ thể nào. Rất đơn giản. Và nếu như ai đưa ra lựa chọn chính xác sẽ mang về cho mình 5 điểm. Và bây giờ thì dòng 1 mang tên xuyên thấu xin được phép bắt đầu. Ê, bạn nhìn thấy giống ai đó, nhói tim. Nhói tim.
tim. Nhói tim. Gì vậy Nam Em Cạnh? Anh trai chính giữa đau đầu rồi. Em xin hỏi là cái anh thứ nhất là anh đang chơi vô hay chơi ra? Sao em thấy có một cái người đang đứng xây ra là ai vậy ta? Người ta xây ra xây vô gì kệ người ta. Có một người đứng đi ra kia ở bên kia. Đây cũng xây ra nè. Ủa sao cái tóc nó bị ngược? Đề nghị hai bạn đừng làm cho khán giả hoang mang nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chàng trai đầu tiên được chia sẻ về bản thân. Xin mời. Tôi là gấu mập. Tuy hơi mập một chút nhưng tôi chạy rất là nhanh đó nha. Gấu mập. Và người phụ nữ mà tôi thích không cần phải đẹp, không cần phải giỏi, phải mập hả anh? Chỉ cần cô ấy biết quan tâm, biết chia sẻ và không tạo áp lực cho người đàn ông, và đặc biệt là ít nói. Theo tôi, giác quan thứ 6 của phụ nữ 90% là chính xác. Vì khi họ đã muốn biết một điều gì đó thì tất nhiên là họ đã biết câu trả lời rồi. Vì thế cách tốt nhất của người đàn ông thì chúng ta nên nói thật và nhận lỗi nếu như mình đã sai. Đó là quan điểm của tôi. Nam anh, Nam em. Dạ. Nghe cái giọng đó, thấy cái hình đó, đoán thử xem cái gương mặt ảnh làm sao. Em nghĩ là ảnh là một người đàn ông sẽ hơi trưởng thành, chững chạc, nhưng mặt ảnh sẽ không theo đẹp theo kiểu điển trai. Có thể là mắt sẽ hai mí, mũi sẽ hơi thấp một chút, miệng thì hơi bự, mặt thì da sẽ không đẹp lắm. Em là cái sợ sợ Nam em nữa. Em thấy được tới đó luôn hả? Em cảm được khuôn mặt luôn mà. Nhưng mà đúng hay không thì em không biết rồi. Em có một giác quan thứ 6. Đó, rồi, nói nè. Anh chinh giữa mọi... Gì vậy, đang hỏi đầu tiên mà. Trời ơi, chinh giữa mọi... Trời đổi cái tay mỏi lắm rồi. Cái đó là anh tự chọn đó. Anh thích vậy. Còn anh số 1 thôi, không bàn đâu. Tại vì anh nó không có thích phụ nữ nói nhiều. Thôi nhưng mà, người ta nói vậy thôi. Và xin nhắc em, đây không phải là chương trình hẹn hò, cho nên em cũng đừng có quan tâm lắm nha. Hãy dùng giác quan thứ 6 của mình đi em. Giác quan thứ 6 hả? Mặc dù là cái phản chiếu của nó rất là cao, nhưng mà em nghĩ ngược lại thì hơi lùn. Mặc dù phản chiếu nhìn thấy chân nó nhem, em nghĩ không có ốm, mặt tròn. Với lại cái tóc hình như là hơi ngắn á. Ừ, có thể là không có tóc luôn á. Không có tóc luôn á. Không có tóc nhưng mà nó ngắn. Trời ơi, ai thấu cho tôi. Tại sao có thể xuất sắc như vậy chứ? Hay quá em ơi. Mới nghe cái giọng thôi là biết được người ta không có tóc luôn rồi. Cạo trọc đầu có con tóc luôn. Nhớ bạn anh chính giữa nha. Tội nghiệp anh chính giữa. Tới anh chính giữa nè, tới chính giữa của em nè. Xin mời chàng trai đứng chính giữa. Tôi là Jerry, tôi tuổi chuột. Mọi người nhìn bề ngoài thường bảo tôi là người khó gần lạnh lùng, nhưng thật ra khi tiếp xúc, mọi người sẽ biết tôi là một người rất thân thiện và hòa đồng. Tôi rất thích những cô gái lịch sự, điềm đạm. Em cứ việc ngoan hiền, thế giới cứ để anh lo. Tôi biết khó lòng có thể qua mắt được giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Do đó tôi đến đây để giúp các cô gái xinh đẹp phát huy giác quan thứ 6 đó. Em thấy cái giọng nói là nó hơi bắt thì... Trai Bắc thường hay đẹp trai lắm mà giọng thì rất là ấm. Thì em nghĩ khuôn mặt bạn này chắc sẽ hơi nhỏ. Những cái nét thì nó sẽ rất rõ. Bạn này mặt sẽ rất nét. Tóc thì em nghĩ chắc là màu đen đó. Dễ sợ đó. Cái gu vẫn là để tóc hai mái á. Xong có mấy cọng chọt chọt nữa. Bạn này có sức chịu đựng nè. Chịu đựng về cái gì em? Mỏi quá. Mỏi quá. Chị đề nghị em nói về vấn đề chính là nhan sắc. Về mặt nhan sắc thì bà Nam em nói hết rồi. Và em cũng đồng ý như vậy. Em cũng đồng ý luôn. Nhan sắc bạn này tựa tựa cái bạn Nguyễn Trần Trung Quân nè. Không biết đúng không, em phán lại như thần hồi ra say bét hết cho nơi đập mặt vô tường. Nhưng mà cái bạn này ốm mặt chết hoang. Chúng ta hãy cùng đến với chàng trai thứ 3 để xem cái linh tính của hai bạn như thế nào nhé. Xin mời. Tôi là mèo trầm lặng. Mỗi người lý tưởng của tôi là người phụ nữ hướng về gia đình giống như tôi. Hạnh phúc đến từ những điều giản dị như dùng cơm và dọn dẹp nhà cửa cùng tôi. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ là một điều nhiệm màu. Họ có thể biết những điều mà người đàn ông không thể biết được. Và linh cảm của họ thường rất đúng. Mèo
mèo trầm lặng. Mèo trầm lặng hả? Chúng ta có mèo, có gấu và có chuột. Cái anh này hình như làm giáo viên thì phải. Cái phong thái y như là giáo viên, kiểu thầy giáo mưa vậy đó. Không đâu, không phải giáo viên đâu. Tại vì giáo viên có mặt hoạt ngôn mà anh này lúc nãy nói rất bị rung. Thầy giáo có biết diễn đâu mà không rung. Hai đứa ơi, cái nghề là dòng sao nha, bây giờ là nhan sắc. Ý em nói nhan sắc là giống thầy giáo theo kiểu đẹp, theo kiểu thánh thiện á. Mai từ trên hả? Vô lắm chứ bộ, nói gì có lý liền, đúng không? Thấy đúng mà, trẻ tóc hai mái thầy giáo mưa. Dạ, chắc hơi ơi. Như vậy là cả hai bạn đều có cái cảm nhận, cái phán đoán riêng. Và bây giờ hãy ứng dụng điều đó sau khi nhìn thấy ba gương mặt ở trên đây. Xin mời. Thôi chết rồi. Tóc đen là có tóc đen đó. Số 1 là chính giữa nè. Em là em thấy sai rồi. Tại vì nãy có một người em nói là không có tóc. Tóc hình như là hơi ngắn á. Có thể là không có tóc luôn á. Theo Nam Anh thì em sẽ chọn gấu mập. Gương mặt số mấy? Em nghĩ gấu mập là sẽ cho một cái hình số 2. Không, gấu mập phải số 3. Rồi, Nam Anh chọn số 2, còn Nam Em chọn số 3. Tiếp theo là chuột Jerry. Jerry là nghĩ số 1 rồi. Số 1 rồi đó. Chắc chắn là số 1 luôn. Jerry. Hồi nãy em phân tích đúng đúng không? Trời ơi, cái nhan sắc đó mà có sự kiên trì nữa là vút đó. Rồi, như vậy là số 3, mèo trầm lặng là gương mặt số mấy? Năm mèo trầm lặng là số 2. Mèo trầm lặng theo em nghĩ là số 3. Cái gì vậy bà, mèo trầm lặng mà số 2 chọn rồi. Số 2 tôi chọn đâu, bạn chọn rồi, bạn nói gì bà? Ờ vậy hả? Ê, hai chị em này ở nhà cãi lộn chắc vui ha. Cứ tông đều đều, cái gì vậy bà, dạng vậy đó. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép được mở cái bàn ở giữa. Đó là bàn Jerry. Cả hai bàn đều đoán đó là gương mặt số 1. Không biết là cái lựa chọn này có đúng hay không. Xin mời mở bức màn của bạn Jerry. Em nói là bạn này nhan sắc giống anh ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thì hơi giống thiệt chứ đùa đâu. Và như vậy là hai bạn đều đoán đúng. Chúc mừng, hai bạn đã mang về 5 điểm. Ở hai anh chàng còn lại thì Nam Anh và Nam Em lại không có đồng lựa chọn với nhau. Chúng tôi xin phép được mở một lúc hai bức màn của hai anh chàng này nhé. Xin mời. Cái tấm kéo này cũng vi diệu quá ha. Nhưng mình lại nghĩ bạn đúng rồi bạn ơi. Không em bây giờ đúng trời. Tư duy về cái giọng nói thì như bạn đúng đó. Còn về thì cái nhân chứng thì cái bo lì nó đẹp dữ vậy. Chị có thể coi giùm ảnh đúng như cái em nói là mắt hai mí mũi bự và môi hơi to không? Em có thể lại gần nhìn ảnh mà. Được không quý vị? Được. Nhưng mà xin phép nha, hai cô không được sờ vào hiện vật của chúng tôi. Đừng là hát cái gì nha. Ở ngoài đẹp trai hơn chính hình. Ai chìm hình mà dìm dưới vậy? Giữa đẹp trai nhất. Chúng đi coi triển lãm cho đẹp quá vậy hai đứa. Rồi sao? Chúng ta chỉ xem chơi được chơi. Được chưa? Lâu quá người ta. Được chưa? Thỏa mãn chưa? Giữ chút tự trọng. Đúng rồi.